sốc với chi tiết cắt của quý ném sông chấn động Hưng Yên. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Với gương mặt hiền lành thánh thiện, không ai nghĩ hắn là kẻ đã ra tay đoạt mạng nam thanh niên với thủ đoạn tàn bạo. Cắt của quý ném xuống sông, rồi phi tăng nạn nhân xuống sông. Về rồi khi bị bắt, ai cũng ngỡ ngàng vì hung thủ sống rất gần hiện trường gây án, thậm chí mỗi ngày hắn đều nhìn thấy nơi phi tang thanh niên xấu số. Khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2017, người dân sinh sống quanh bờ sông Bắc Hưng Hải, đoạn cầu Thuận Xuyên, xã Bắc Sơn, huyện Yên Mỹ, đã phát hiện nam thanh niên trẻ khỏe nổi lên giữa sông Bắc Hưng Hải. Lúc này thi hài nạn nhân đang ở giai đoạn phân hủy mạnh, bốc mùi rất nặng, đặc biệt phần bụng tử thi có vết thương rất rộng, còn bộ phận nhạy cảm đã bị cắt hoàn toàn, Thông tin lập tức được báo về công an tỉnh Hương Yên. Có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nam thanh niên xấu số kia là nam giới đã tử vong vài ngày. Người này sau khi tử vong được ai đó phi tàng xuống sông. Tiến hành khám nghiệm, công an tỉnh Hương Yên xác định trên nạn nhân có nhiều vết thương. Đây chắc chắn là vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Các giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hưng Yên đã rất tỉ mỉ nhằm tìm ra dấu vết có thể giúp truy nguyên nhân thân người xấu số. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy đây là một nam thanh niên từ 20 đến 30 tuổi cao 1,65 m đã tử vong khoảng 3 đến 5 ngày trước, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bong chóc da giấy ở nhiều nơi. Trên nạn nhân có nhiều vết thương tích với vết cắt sâu, sắc nhỏ. nhưng bộ phận nhạy cảm là của quý đã bị cắt rời. Hiện trường vụ án đã có quá nhiều xáo trộn, hầu như các dấu vết sinh học cũng đã phai nhỏ. Các điều tra viên biết rằng đây sẽ là thử thách đầy cam go. Nếu không thể tìm được danh tính nạn nhân, vụ án sẽ bế tắc. Sau khi phát hiện nạn nhân, dư luận đồn thổi nạn nhân bị sát hại lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội và cả một số tờ báo, gây hoang mang dư luận khắp vùng. Lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng giải mã vụ án, xua tan những thông tin đồn thổi vô căn cứ. Hiện trường vụ án vốn là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Người dân xung quanh cho biết không phát hiện điều gì bất thường tại nơi này. Các thông tin đều trở nên mù mờ, có thể hung thủ làm vậy là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra gây khó khăn cho việc xác định danh tính của nạn nhân. Trong quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân có hai hình xăm, đó là hình xăm con hổ được xăm nghệ thuật trên bả vai trái và hình cô gái có đôi cánh thiên thần ở cổ tay trái. Từ đây lần theo những thông tin được chủ cơ sở hình xăm cung cấp, ban chuyên án dựng được khoảng 10 người có hình xăm giống nhau. Các trinh sát tỏa đi khắp nơi nhằm tìm kiếm những điểm sáng, thế nhưng chẳng thu được kết quả. Việc nghi phạm sau khi ra tay cố tình phi tang nạn nhân xuống sông cho thấy sự tính toán xóa dấu vết vô cùng kỹ lưỡng. Qua công tác nghiệp vụ và từ dấu vân tay, cuối cùng công an tỉnh Hưng Yên cũng làm rõ lý lịch của nạn nhân này. Tên thật Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1993, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Qua nắm tình hình thì Thao cũng là con thầm niên. Thao thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời nên gia đình cũng không biết được anh này đi đâu làm gì. Bố để Thao được dẫn đến nhận diện nhưng cũng không dám chắc đây là con mình. Thượng tá Đoàn Văn Tiến cho hay, lúc này cũng đã có kết quả tra cứu vân tay và xác định vân tay nạn nhân và anh Thao là một. Từ hình xăm và vân tay chúng tôi xác định nạn nhân chính là anh Nguyễn Văn Thao. Xác định được lai lịch nạn nhân, phòng cảnh sát hình sự đã giả soát toàn bộ các mối quan hệ của anh Thao và xem ai là người cuối cùng gặp Thao hôm xảy ra án mạng. Tuy nhiên nạn nhân là đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp, ngay đến người nhà cũng không biết đi đâu làm gì. Trinh sát cũng giả soát toàn bộ hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải đến nơi nạn nhân được phát hiện khoảng 5 km. Tìm khắp các nghĩa trang, bãi rác nhà hoang để tìm hiện trường gây án. Dùng cano kiểm tra tất cả tàu bè trên sông. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối nào đáng giá, khiến việc tìm ra hung thủ như một bài toán học búa. Mâu thuẫn với bạn Tìm được danh tính nạn nhân đã khó, nhưng lần ra được đối tượng đã ra tay với anh Thao còn khó hơn. Bởi các mối quan hệ của nạn nhân khá phức tạp, lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, dựng lại quá trình sinh hoạt của nạn nhân. Khi mọi manh mối như đi vào ngõ cụt thì một tình tiết bất ngờ xuất hiện. Khi giả soát hai bên bờ sông, đến gần nhà một đối tượng cách nơi tìm thấy nạn nhân khoảng 7 km, thì trinh sát phát hiện có vết trượt cỏ từ mép bờ sông đến mép nước. Thượng tá Tiến cho biết, cỏ này trượt xuôi, xác định có vật đẻ xuống. Lá tre trên cỏ có màu nâu, Giác quan nghề nghiệp khiến chúng tôi nghi vấn khả năng đây là máu khô Màu lá tre màu nâu được gửi đến phòng kỹ thuật hình sự, giám định Và qua thử nhanh đã xác định đó là máu người Lần theo dấu trượt cỏ, trinh sát phát hiện cách đó khoảng 300m Có nhà của đối tượng nghiện khác, trong đó có đối tượng nghi vấn là Tuấn Tên thật Phan Văn Tuấn, sinh năm 1984 Biệt danh Tường, quê quán xã Lý Thực Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Tiền án tiền sự 1 Tuấn từ nhỏ sống với mẹ trong căn nhà đơn độc vắng bóng cha. Tới khi trưởng thành Tuấn lấy một phụ nữ và có một người con trai. Tuy nhiên do hôn nhân không hạnh phúc hai vợ chồng Tuấn đã ly hôn được 10 năm, cậu con trai về ở với mẹ. Do mẹ Tuấn đã mất nên đối tượng sống đơn độc một mình trong căn nhà cấp 4 ở xã Lý Thường Kiệt cách bờ sông Bắc Hưng Hải khoảng 300m. Vốn là dân xã hội nên Tuấn rất lì lợm. Tuy nhiên khi xác minh gia đình Tuấn cho biết hiện giờ họ cũng không biết Tuấn ở đâu và không liên hệ về nhà. Nhưng tại thời điểm đó Tuấn không ở nhà là đối tượng x... nên Tuấn cũng thường xuyên bỏ nhà đi. Không ai nắm được quy luật, bản thân Tuấn cũng có mối quan hệ phức tạp, sống lang thang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được vị trí của Tuấn tại khu vực huyện Yên Mỹ. Chiều 24 tháng 5 năm 2017, xác định Tuấn đang có mặt trong một ngôi nhà ở huyện Yên Mỹ. Trinh sát đã lập tức bí mật bao vây căn nhà và ập vào khống chế đối tượng. Khi tên này cảm thấy chột dạ nên đang thu dọn đồ đạc rời đi. Ban đầu khi bị cảnh sát bắt, Tuấn rất bình tĩnh và khẳng định không biết nạn nhân Thao trinh sát nắm được Tuấn rất chịu khó xem sách báo phim ảnh. Nên dù chưa có tiền án tiền sự, nhưng y học được nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, cách khai báo đối phó với cơ quan điều tra. Đánh vào tâm lý đối tượng, trinh sát đã đưa Tuấn về nhà y. Lúc này tâm lý đối tượng có nhiều thay đổi. Vào đến sân nhà, mặt Tuấn đã biến sắc. Khi Tuấn mở cửa, trinh sát phát hiện chân giường nhà Tuấn có nhiều dấu vết màu nâu nhỏ giọt. Lúc này được điều tra viên dùng các biện pháp tâm lý giáo dục thuyết phục. Tuấn đã cúi đầu thừa nhận là hung thủ gây án lấy mạng anh Thảo. Người dân nói gì về hung thủ? Người dân súng xung quanh nói. Trước khi bị công an bắt, tôi thấy Tuấn không có gì khác thường. Vậy nên khi nghe tin Tuấn gây ra vụ án, chúng tôi rất bàng hoàng. Bởi ngay cả những đối tượng có máu mặt cũng chưa chắc dám hành động dã man như vậy. Một phụ nữ hàng xóm nhà Tuấn cho biết, quá trình sinh sống tại địa phương, nghi phạm 33 tuổi, sống khá biệt lập. Trước đây Tuấn không gây gỗ đánh nhau với ai bao giờ. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, Tuấn có gây sự với một người đàn ông hàng xóm, sau đó cầm búa đập hư cửa sổ nhà hàng xóm. Ông Huyền sinh sống gần nhà Tuấn cho biết, Tuấn lao động tự do, thời gian gần đây làm thợ hàn xì. Thi thoảng tôi sang, Tuấn có biểu hiện giật mình. Khi Tuấn bị dẫn giải về đây, tôi là người tới đây đầu tiên. Nhìn mặt Tuấn tái xanh, tôi đoán đối tượng liên quan đến nàng tiên nâu. Vì công an về rất đông, không ngờ Tuấn lại gây ra vụ án dã man như vậy. Ông Huyền nói, hầu như ngày nào Tuấn cũng uống rượu, mỗi lần uống say nó lại đi quanh xóm và hát nghêu ngào. Nhiều đêm cứ tầm 1-2 giờ sáng, nó lại bật đài rất to rồi hát khiến cho gia đình tôi ở cạnh cảm thấy rất khó chịu. Lâu ấy đồng chí Trịnh Văn Phong vẫn mang hàm đại úy đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên nhận định. Ban đầu Tuấn rất ngoan cố, thủ đoạn phi tăng nạn nhân rất là chuyên nghiệp vì Tuấn là dân xã hội, cùng chơi bời và ảnh hưởng từ phim ảnh. Lần hai đối tượng hiện vẫn còn khai theo kiểu nhỏ giọt chưa khai nhận cụ thể nguyên nhân sát hại nạn nhân. Nói về hiện trường xảy ra vụ án, một điều tra viên trực tiếp tham gia phá án cho biết, khu nhà ở của Tuấn nằm ở cạnh cánh đồng và xa khu dân cư nên khá vắng vẻ. Việc anh Thao bị sát hại hầu như không ai biết, cho dù có một tiếng kêu hay biểu hiện bất thường nào xảy ra trên địa bàn. Sau khi thực hiện những hành vi dã man, Tuấn bình tĩnh lau chùi dấu vết và dùng nước tẩy dừa để đánh. Bản thân đối tượng và nạn nhân đều là lao động tự do, cùng cảnh ngập chơi bời có tiếng ở khu vực. Tuấn khai quá trình gây án như sau: Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Tuấn cùng Thao và hai người khác có phê pha. Do có mâu thuẫn nên Tuấn ra tay sát hại và lấy chăn len đắp lên người anh Thao. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Tuấn chùm chăn len vác đi đến bờ sông Bắc Hưng Hải cách nhà khoảng 100m. Đến bờ sông, Tuấn bỏ chăn ra và bê nạn nhân thả xuống, sau đó hắn mang chiếc chăn đi về nhà. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, quần chúng nhân dân phát hiện anh Thao dưới khu vực cầu Thuần Xuyên thuộc thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nên trình báo lực lượng chức năng giải quyết. Lý giải hành vi man dợ của mình Tuấn bảo để nạn nhân phân hủy nhanh hơn và không nổi lên mặt nước. Nếu có bị phát hiện thì cơ quan điều tra sẽ không xác minh được giới tính của nạn nhân. Tất cả những hành động này của Tuấn nhằm mục đích đánh lạc hướng, gây khó khăn cơ quan điều tra, hòng che giấu hành vi phạm tội. Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố bị can bắt tạm giam Phan Văn Tuấn. Ngày 2 tháng 6 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Văn Tuấn. Với áp được thực hiện một cách man dợ, Phan Văn Tuấn đã bị tuyên án tử hình. Bản án tử hình dành cho bị cáo Tuấn đã nói lên tất cả tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Nhưng bản án lương tâm cắn dứt về tội lỗi của mình trong thời gian chờ thi hành án đối với Phan Văn Tuấn còn đáng sợ hơn cả. Đó chính là bài học để những người thích ăn chơi đàn đúm coi thường kỳ cương pháp luật hãy quay đầu hoàn lương khi còn chưa muộn. Bạn muốn VKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên VKT.